Rồi ok luôn anh em, chào mừng anh em đến Game Today. Rất vui vì được gặp lại anh em trong cái clip thứ hai trong ngày hôm nay. Phải nói là anh em rất là yêu quý tôi đấy. Rất là yêu quý tôi thì mới có cái clip này. Đấy, cái clip thứ nhất ở trong ngày hôm nay tôi ra vào gần 4 giờ chiều. Mà cái tầm 4 giờ chiều đấy anh em cũng biết rồi đấy, cái tầm đấy thì anh em đi làm hết. Đấy, anh em đi làm đi học làm gì có ai đã ở nhà mà xem clip đâu. Đấy thì tôi cứ gọi là mớm đại cho anh em để anh em tương tác thôi. Đấy, tôi cứ đặt ra một cái điều kiện thật là khó, tôi suy nghĩ rồi. Đấy, từ giờ đến tối chắc là không đủ 200 like đâu, tôi nghĩ là như thế. Từ 4 giờ chiều đến tối chắc không đủ 200 like đâu. Thế nên là thôi cứ ra cái điều kiện là 200 like đi, để tối đỡ phải ra clip. Mà nó lại thuyết phục bởi là cái độ chăm chỉ của mình. Đấy, mình là muốn, mong muốn, có một cái mong muốn gì đấy là ra clip buổi tối. Đấy, đặt một cái điều kiện để nó thật là khó để... Đấy là do là anh em nhưng không phải do tôi. Thế rồi cuối cùng dã man thật sự. Hiện tại ở trong cái thời điểm mà tôi đang làm cái clip này thì nó đã đủ 200 like rồi. Còn cái thời điểm mà anh em xem được cái clip này thì tôi nghĩ là nó còn nhiều hơn nữa cơ. Đấy, thế thôi thì anh em đã có lòng thì tôi cũng có dạ nha anh em nhá. Và đầu clip như thường lệ tôi xin được cảm ơn các anh em sau đây. Xin được cảm ơn anh em Vũ Luận, anh em Cường Di, anh em Thiên Phát Nhôm Kính, anh em Quang Lê, anh em Phạm Xuân Ngọc, anh em Mavel, Oliver, MCUVN, anh em Bún Thang, anh em Lại Hoàng, anh em Studio Wedding Tùng, anh em Quang Minh Trần, anh em Văn La và anh em Hải Biếu. Các anh em đã tiếp tục gia hạn hội viên trên kênh, trích một phần thu nhập của anh em để ủng hộ tôi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Vâng, và ở trong cái clip này tôi xin được giới thiệu một chút. Nếu anh em xem cái clip buổi chiều nay nhá, tất cả các anh em nếu mà đã xem clip vào buổi chiều nay thì anh em sẽ biết được cái lý do tại làm sao mà nó có cái clip này. Đấy, còn với các anh em mà chưa xem cái clip buổi chiều nay thì tôi nghĩ là các anh em tạm thời các em đừng xem clip này vội, anh em hãy xem clip buổi chiều nay nhá. Tuy nhiên là tôi cũng sẽ nói cái lý do để cho anh em biết, anh em nắm được nếu anh em không muốn xem cái clip buổi chiều nay. Đấy là buổi chiều nay ấy, khi mà tôi làm cái clip một cái đội hình là 3 meter lead 6 đỏ, một cái đội hình siêu châu chó, thì tôi có gặp một cái đội hình của team đối thủ là chơi một cái đội hình hỗn tạp và nó rất mạnh. Phải nói là không thể tin nổi, nó có thể ăn được gần hết tất cả các cái đội hình ở trong trận đấu đó, bao gồm là có gót đỏ, có goblin, có 9 warrior, gladiator, nó ăn được hết. Và đối thủ chỉ thua cái đội hình của tôi thôi, 3 meter lead 6 đỏ. Tuy nhiên là nếu mà tôi đánh giá một cách nó trung thực và khách quan thì trong cái trận đấu đó là nó là ngang kèo nhau, thậm chí là đối thủ có phần trên cơ. Nếu mà với một cái lượng đồ bằng nhau thì rõ ràng là đối thủ rất có thể sẽ thắng tôi ở trong trận đấu đó. Và với một cái trận đấu mà nhìn thấy cái đội hình đó thì tôi phải nói thật với anh em là có rất nhiều những cái điều bất ngờ trong meta mới sau khi update mà chúng ta chưa thể lường trước được anh em ạ. Có rất nhiều những cái đội hình mới và những cái đội hình mà chúng ta chưa giờ chúng ta chơi, chúng ta thử nghiệm, chúng ta chơi thì chúng ta mới biết được cái sức mạnh của nó, thật sự là nó mạnh đến cỡ như nào. Đấy, thì tôi hứa với các anh em là tôi sẽ ra và tôi sẽ chơi ngay để tôi xem là liệu rằng cái đội hình đó nó mạnh đến cỡ như nào. Nếu mà thử với cả những cái đối thủ mạnh hơn như là những cái bộ như là bộ Beat hay bộ Assassin chẳng hạn thì không biết là nó sẽ như nào, là có chơi được không. Đấy, thì tôi cũng ra tôi phọc luôn. Đấy là những cái nội dung mà anh em đã biết ở trong cái clip trước. Còn bây giờ là cái nội dung mà anh em chưa biết. Đấy, và tôi cũng xin tiết lộ với anh em tại sao mà tôi bất ngờ đến như thế. Tôi rất bất ngờ trong trận đấu đấy, đến lỗi mà tôi phải gọi đối thủ là một cái phiên bản của tôi ở một vũ trụ khác. Anh em có hiểu không? Tại sao lại như thế? Là bởi vì cái đội hình đó nó rất giống một cái đội hình mà tôi đang nghiên cứu, nó chỉ khác một vài con thôi anh em ạ. Đấy, và cái đội hình đó thực ra ấy là không phải là tối nay tôi mới chơi đâu. Tôi phải nói thật với anh em là không phải tối nay tôi mới chơi cái đội hình đó đâu, mà tôi đã luyện cái đội hình đó đến nỗi mà bây giờ tôi thông thạo 10 rồi, nó đã trở thành gần như là bí kỹ rồi. Tuy nhiên tôi chưa ra clip là bởi vì nó vẫn còn thiếu một cái gì đấy. Đấy, nó vẫn còn thiếu một cái gì đấy. Thì hôm nay ý, khi mà tôi gặp đối thủ của tôi ý, ở trong cái trận đấu buổi chiều này này, đấy là tôi mới vỡ ra, tôi mới vỡ hòa ra. À, đây rồi, chân lý đây rồi anh em ơi.
cuối cùng thì tôi đã có biết được cái mắt xích cuối cùng của cái đội hình của tôi, để nó tạo ra là một cái đội hình vô địch anh em ạ. À, tôi phải rất là cảm ơn bạn Today. Đấy, đối thủ Today của chúng ta ngày hôm nay. Phải rất là cảm ơn. Cái đội hình nó gần giống như cái đội hình của tôi luôn. Nó chỉ khác có một vài con thôi anh em ạ. Đấy, nhưng mà có một cái con mà nó quyết định, nó rất là quyết định ở trong cái con game đấy mà tôi mới phát hiện ra. Đấy, để nó là cái mắt xích để ghép vào cái đội hình của tôi nó chuẩn. Anh em ạ, tuyệt vời. Rồi, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em bí kỹ nhá anh em nhá, yên tâm. Bí kỹ này cực kỳ mạnh luôn. Và tôi cũng đố anh em biết là tôi bị thiếu một cái con gì mà hôm nay tôi mới phát hiện ra. Đấy, để tôi bổ sung vào cái đội hình này nhá anh em nhá. Tôi đố anh em, tôi sẽ không tiết lộ ở trong clip này đâu anh em nhá. Đấy, và cái đội hình này tôi cũng nói luôn là nó gần giống với cái đội hình chiều nay. Đấy, tuy nhiên là trước đây tôi thiếu mất một con, nên là cái đội hình này của tôi nó chưa hoàn thiện. Nhưng bây giờ thì chắc chắn là nó đã hoàn thiện rồi đấy anh em ạ. Anh em hãy xem và cảm nhận nhá, đánh giá xem sức mạnh của cái bộ này nó như nào anh em nhá. Đó, ok. Cái thằng Nga nó nói cái gì mà nó nói từ lấy đến giờ anh em nhỏ. Anh em nào biết tiếng Nga anh em có thể dịch cho anh em được không? Hai thằng Nga à? Có hai thằng Nga ở trong trận đấu này. Hình như là party chơi với nhau đi phải. Nhưng mà thôi mặc kệ đi, chả cần hiểu. Anh em ạ, hiểu làm cái gì đâu. Rồi, để mua tự động cho đỡ ngáo anh em ạ. Tôi không hiểu sao ấy nhá, tôi bị ốm ấy, thế là tôi ra tôi mua cái thuốc ở hiệu thuốc. Thế là họ kê cho cái thuốc gì, nói chung là bị ho, bị đau họng ấy, ngạt mũi, thế là kê một đống thuốc về uống. Và uống xong ấy thì có một trong những cái thuốc đấy làm cho tôi bị đơ anh em ạ. Nó hơi bị đơ đơ, nó kiểu nó cứ ngáo ngáo, kiểu buồn ngủ ấy. Cũng chả hiểu là đấy là cái thuốc gì. Hình như là nó liên quan đến mấy cái thuốc ho thì phải. Đấy, anh em nào làm dược sĩ có thể confirm nhá. À, tôi cảm thấy tôi dùng thuốc xong mà tôi ngáo hết cả buổi chiều luôn ấy. Đầu óc lúc nào nó cũng như ở trên mây, kiểu phê phê ấy, anh em ạ. Không biết là họ có kê nhầm đá không nhở. Phê thật đấy. Lúc nào đầu óc nó cứ kiểu nó quay quay. Phê thật. Ơ? Heaven Bomber lên 2 rồi à? Phê, phê. Phải là tuyệt vời anh em ơi. Rồi, Blink cho Heaven Bomber. Ok, ok, ok. Đấy, đang trên cái con đường xây dựng nhá anh em nhá. Đối với các anh em mà xem từ đầu đến cuối thì anh em sẽ ra được cái cách xây dựng bài của tôi nhá. Còn đối với cả mấy ông mà tua thì chắc chắn là sẽ không biết cách xây dựng ở giữa đâu. Đấy, lợi thế cho các anh em xem từ đầu đến cuối nhá. Không nói nhiều đâu, không nói nhiều và không nhắc lại nhiều nhá anh em nhá. Bộ bí kí đôi khi là vẫn phải giấu một chút để anh em tự tìm hiểu. Đấy, nó chỉ nhẹ nhàng như thế thôi anh em ạ. Đấy, chơi như thế nào thì với các anh em mà quan tâm thì các anh em có thể xem từ đầu đến cuối. Đấy, anh em sẽ vỡ ra nhá, còn không nói nhiều. Xây dựng đội hình như nào có hết ở trong cái clip rồi. Đấy, đầu game như ba rồng 3 mét. Đấy, 3 rồng 3 mét kết hợp với cả Heaven Bomber. Hoặc là một con nào đấy có thể gây đam ở đây là có thể là không phải Heaven Bomber ấy, thì sẽ là con gì thì ở dưới này có rồi anh em. Ở dưới này có hai con đây này. Đấy, Water Spirit. Hoặc là Skybreaker. Có hết rồi nha anh em nhá. Đấy, anh em chỉ việc là coi như là xây dựng theo y như tôi chơi thôi. À, nó sẽ ra là cái form bài chuẩn giữa game, đầu game và giữa game. Để cuối game nó thành như thế nào ấy thì tí nữa anh em biết. Còn những cái đứa ấy mà nó xem cuối game luôn ấy thì là nó sẽ bị là làm sao top 8 anh em ạ. Nhá. Kệ nó đi. Mấy cái đứa mà nó không phải nó gọi là bỏ lạc ấy, vào nó chỉ cần biết kết quả thôi thì kệ nó nha anh em nhá. Vào xem chùa. Đấy, kiếm đội hình mạnh để chơi. Chả có tương tác gì cả. Vào nhanh nhanh để biết được cái đội hình, xong rồi ra. Không xem, không tương tác, không ấn quảng cáo, không ấn like, không comment. Đôi khi lại không vừa ý lại dọa là unfollow. Đùa chứ có follow đéo đâu mà unfollow. Kinh lại còn dọa unfollow nữa. Đùa. Hài vãi đái luôn anh em. Tôi không biết ai follow ai không follow nữa.
Đấy anh em biết là tôi còn biết được cái tương tác của anh em nó là như nào. Tôi còn biết ông nào xem nhiều, ông nào xem ít. Tôi còn biết ông nào đăng ký từ bao giờ. Thế mà rồi lại có những cái đứa mà nó không follow mà nó lại coi như là nó giả như là nó follow để nó bảo tôi, nó dọa tôi là nó sẽ unfollow tôi. Đùa, thật là như thế luôn ạ. Người ta chủ kênh, người ta có số liệu chứ đéo ai để cho các ông bốc phét. Ai xem nhiều, ai xem ít là biết hết. Đấy, còn nếu mà gọi là chưa đủ uy tín thì tôi xin nói luôn là tôi đang dùng Top Buddy trả phí 20 đô một tháng để biết được những cái điều đấy đấy anh em ạ. Thế nên là ai mà tâm huyết với kênh ấy là tôi biết hết. Là tôi cũng rất là trân trọng và biết ơn. Kèm theo đấy là cái cách chăm sóc của tôi ấy, cái cách trả lời comment nó cũng rất là nhiệt tình đối với những người đấy. Thật mà, anh em cứ để ý mà xem. Rồi. Thực ra thì cái đội hình này ở trong cái giai đoạn này nó là ok rồi đấy. Từ round 12 đến round 15 tôi nghĩ là mặc dù là có cái con 2 sao ở ngoài đấy nhưng mà chưa cần up 7 đâu, chưa cần up 7 đâu anh em ạ. Thế này là ok rồi. Chúng ta là round 16, chúng ta up 7 cũng được. Cái đội hình này này, vào trong game ấy, vừa vào đầu game thì sẽ triệt hạ được một con của đối thủ luôn. Nó rất khỏe. Đây rồi, hay quá. Vào game là giết được một con đối thủ. Nên là nếu mà đối thủ có 7 con ấy thì nó chỉ là 6 con thôi. Sau đó thì cái con Heaven Bomber nó sẽ giết một con nữa. Vì nó có cái Blink. Ở đây nó có cái Blink, nó tung trưởng được rất sớm. Nếu mà ba quả tên lửa nó dồn vào một con ấy, tức là đối thủ chỉ còn có 5 con thôi và đánh với 6 con của chúng ta. Đấy, đội hình nó rất khỏe nhá. Đầu game cực kỳ mạnh luôn. Cái con rồng ấy, cái con rồng mập mà nó được kết hợp với cả 3 mét thì nó sẽ giết được, chắc chắn nó sẽ giết được một con của đối thủ. Một khạc thôi là chắc chắn giết được một con rồi. Khạc vào con nào cũng chết. Đấy em thấy không? Rất khỏe. Có chuỗi luôn rồi này. Ngon. Hay quá. Rồi. Nói chung là tôi cũng sẽ không áp cấp cho đến round 16. Round 16 thì nó sẽ phải cần phải bổ sung. Bổ sung lượng đam. Còn bây giờ tầm này là đủ rồi. Cứ giữ ở 6 con này anh em ạ. Đánh giữ tiền. Ok, trận này có 3 beat nhá. Trận này có một thằng chơi Warrior, hai thằng beat, một thằng có vẻ như là đang có ý định là chơi Glacier Warlock hay là Gladiator gì đấy đi phải, chưa rõ. Ok, có Goblin đấy, trận này có cả Goblin nhưng mà tôi thấy chủ yếu là beat. Đây, beat đây rồi. Trận này có khá nhiều người chơi beat, dự đoán là sẽ có 3 thằng chơi beat, rất tốt. Càng nhiều beat càng tốt, để tôi test cái đội hình của tôi anh em ạ. Là tôi thực ra tôi cũng chả phải test bởi vì là tôi test chán rồi. Tôi chơi cái đội hình này, tôi vừa nói với anh em từ đầu game ấy là tôi chơi cái đội hình này tôi chết test chán chê rồi. Và thực ra là cái đội hình này của tôi là bây giờ nó đã thông thạo 10 rồi. Nó chỉ có thiếu đúng một cái mắt xích của hôm nay thì tôi bổ sung thêm thôi là xong. Là nó hoàn thiện luôn. Tôi hôm nay tôi chơi thử một trận và thêm trận này nữa thôi là ok luôn anh em ạ. Gần như là nó đã thành sách giáo khoa đấy, anh em chỉ việc làm theo thôi. Nó rất mạnh đấy. Còn cái việc mà chơi để cho anh em biết ý, thì nó khác nhá. Trận này tôi chơi để anh em biết. Trận này có rất nhiều thằng chơi beat. Nó là cái meta bây giờ. Thì bây giờ chơi cái đội hình này của tôi, đấm mấy cái thằng beat để cho anh em thấy là đội hình này ngon. Đấy. Thế thôi, đơn giản là như thế thôi. À, nếu mà có thêm bọn Goblin xanh nữa thì càng ok. Đấy, đấm cả bọn Goblin xanh cho anh em, chứng minh cho anh em thấy là rất là ok nhá. À, tuy nhiên là ok hay không là nó còn phải phụ thuộc vào cái việc là anh em xếp đội hình ở đầu game này này. Đấy, chứ còn mấy cái ông mà xem đến cuối luôn ấy thì chả học được cái gì cả. Chính xác là như thế. Không học được cái gì cả. Bởi vì nếu mà nói đến cái đội hình cuối game ấy thì rõ ràng là Goblin Mech đúng không? Goblin Mech 5 đô 3 sao thì rõ ràng là vô địch. Đấy, nhưng mà để làm thế nào để được 5 đô 3 sao ở giai đoạn đấy thì không phải ai cũng biết. Đấy mà chơi thử đi, Goblin Mech liệu rằng nó được 5 đô 3 sao không? Đúng không anh em? Nó là cả vấn đề ở giữa game đấy. Đội hình nào thế thôi anh em ạ. Chứ còn nói chung ý là cùng là một cái đội hình tôi share cho rất nhiều anh em xem trên kênh.
Đấy, các anh em cứ lo sợ là cứ xe nhiều những cái bí kíp rồi người ta học theo, người ta đánh tràn lan ở trong rank thì không phải. Tôi nói rồi, không phải ai như ai anh em ạ. Đấy, tư duy của mỗi người là khác nhau. Đấy, rồi cái cách học của mỗi người là khác nhau. Có người người ta học khoa học, có người thì người ta học theo kiểu là học cho có, học cho qua. Đấy thì nó khác nhau anh em ạ, nhá. Đấy, trận này cũng có Goblin này. Đấy, hay lắm, để thử xem nào. Bây giờ cho thằng Goblin xanh một chút, xem như nào, nhá. Rồi, ok, đây rồi, đúng rồi. Hay lắm. Rồi, bỏ Heaven Bomber đi rồi đấy anh em ạ. Chuẩn bài rồi. Đấy. Ở 7 nó sẽ là 3 Assassin kết hợp với 3 rồng và 3 mết. Anh em thấy quen không? Quen không? Nó gọi là gì? Nó gọi là Tam Pháp Sát Long. Đúng rồi, đúng rồi. Ui giời ơi, đây rồi. Đây rồi chứ còn đâu nữa. Tam Pháp Sát Long anh em nhá. Đấy, đây chính là cái đội hình xếp của level 7. Tam Pháp Sát Long, 3 con rồng, 3 con sát thủ, 3 con mết. Ủa, mạnh lắm anh em nhá. Yên tâm, nếu mà anh em xếp được cái đội hình này ở level 7 thì chắc chắn là cái chuỗi của anh em sẽ còn kéo dài. Mạnh lắm anh em ạ. Yên tâm, cứ yên tâm. Kể cả là 6 Hunter hay kể cả là 6 Clay gặp đội hình này thì cứ yên tâm là vẫn có thể ăn được. Và có thể là giữ chuỗi này đến round thứ 20-21. Đấy, nếu mà anh em xếp được đúng cái đội hình này, 3 sát thủ, 3 mết, 3 rồng nha anh em nhá, rất là ok luôn. Đấy. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục xem là những cái giai đoạn tiếp theo nó sẽ phát triển như thế nào, những cái con gì nó sẽ bị loại đi và những cái con gì nó sẽ thêm vào. Tôi đã tính toán rất kỹ rồi để cho anh em thêm vào những cái con cần thiết và bỏ đi những cái con cần thiết. Và nó sẽ chỉ thay đổi rất ít thôi để cho cái con game của anh em nó cực kỳ nó dễ chơi nhá anh em nhá. Đấy. Rồi ok. Trận này nói chung là rơi vào tầm khoảng 4 thằng beat, một thằng Hunter. Hunter này là không biết là 9 Hunter hay là Ego Seed. Ủa cái thằng Sokohi này nó ra được 4 con gấu này, xanh thế nhở. Ra gấu Assassin kết hợp với cả 6 beat là cũng mạnh lắm đấy nhá. Để cẩn thận cái thằng đấy. Thằng này còn ra cả gấu mết 2 sao rồi này. Càng. Càng đấy, càng đấy, trận đấu càng đấy. Nhưng mà cái thằng này nó đốt hơi nhiều máu. Đốt hơi nhiều máu. Thực ra chơi tôi khuyên thật với anh em là không lên. Không lên là để máu xuống thấp quá. Xuống 23 máu là quá thấp anh em ạ. Xuống 23 máu là quá thấp. Eco rồi để máu xuống thấp quá. Lật kèo nó khó lắm. Nhất là trong meta này nó nhiều beat ấy. Chả may mà đến cái lúc mà 23 máu mà gặp beat mà một round là toang luôn ấy. Nếu mà beat xanh. Tốt nhất là giữ khoảng, tôi nghĩ là cái mốc 50 máu ấy để mà lật kèo là vừa. Tức là round 16 là anh em xả tiền luôn đi. Chứ anh em đừng đợi round 21, 21 mới xả tiền thì nó quá chậm rồi. Nhá. 16 xả tiền là vừa. Mà cái giai đoạn 16 ấy thì anh em form cái đội hình nó ở cái giai đoạn 16 mạnh ấy. Chứ anh em đừng form cái đội hình ở giai đoạn sau. Đấy. Tức là có những cái đội hình mà anh em phải form ở round 21 ấy thì cứ từ từ đã. Anh em form trước cái đội hình mạnh ở round 16. Rồi sau đấy anh em form ở cái round 21 thì anh em form sau nhá. Ok. Còn anh em nào không hiểu thì hơi khó để giải thích. Đấy, tôi ví dụ để tôi giải thích lốt cái lần này cho anh em để anh em dễ hiểu nhá. Ví dụ như ở cái round đây này, nó đang là cái round từ 16 đến 20 đúng không? Thì tôi chơi cái đội hình Tam Pháp Sát Long rồi này. Đấy, nó là một cái đội hình mạnh ở cái round 16. Thì anh em form cái đội hình này thôi. Đấy là ok. Tức là từ round 16 đến round 20, nếu mà anh em form được là anh em mạnh rồi. Thì anh em xả tiền đi. Anh em xả tiền, anh em form đội hình y như thế này luôn ở cái round này này. Anh em hiểu chưa? Đấy thì anh em xả tiền, anh em lật kèo luôn ở cái round này đi. Đấy. Đến cái giai đoạn sau thì nó sẽ là cái đội hình khác, nhưng mà anh em sẽ chuyển sau. Còn ở trong cái giai đoạn này, anh em hãy xả tiền và lật kèo và form cái đội hình ở ngay tại cái thời điểm đấy cho tôi. Đấy nhá. Nếu mà giả sử như anh em có bị quá đen anh em eco thì anh em hãy form đội hình mạnh ở round 16 đến round 20 y như đội hình mà tôi đang xây dựng. Được chưa? Roll, K,
kiếm. Đấy, thế thôi, đơn giản thế thôi, xả tiền mạnh lên, cắt chuỗi của những cái thằng có chuỗi như tôi đi thì nó sẽ không bị thọt tiền đâu anh em ạ. À, anh em xem tôi nhiều anh em biết mà. Tôi toàn như thế thôi, tôi toàn như thế thôi mà. Tôi tích sẵn cờ và đến một cái giai đoạn mà nó đến 90 một cái là xả tiền luôn. Đấy, mà thường nó sẽ là từ round 11 nhá. Chứ tôi không có round 15 đâu. Tôi là thường nó là round, thậm chí là round 9 luôn á. Đấy, nhưng mà có anh em là anh em tua là anh em không hiểu. Đấy, còn anh em cứ để ý mà xem. Nếu anh em nào tinh ý anh em sẽ thấy thường ấy là tôi rất hay xả tiền vào round thứ 11. Chứ không phải round 16 đâu, 11 luôn đấy. Để tôi form cái đội hình giữa game, bởi vì tôi rất hiểu là cái đội hình giữa game nó mạnh như nào mà. Anh em cứ để ý mà xem nhá. Xem những cái tập trước anh em để ý, anh em lướt lại anh em biết ngay. Đấy, rồi. Rồi nói thế là anh em hiểu rồi. Anh em đến cái đoạn này, anh em xem đến đoạn này là anh em hiểu ra được nhiều điều. Đấy. Còn ông nào không xem kệ nhá, ông nào mà tua thì thôi, đến đoạn này là mất hết. Không biết. Hay không? Hay đấy, hay đấy. Tôi chắc chắn với anh em luôn là sẽ có ông không xem cái đoạn này và ông ấy sẽ eco đến round 21 và ông ấy form cái đội hình cuối game. Đấy, tôi chắc chắn luôn. Chắc chắn luôn. Thôi nhưng mà thôi không sao, cách đấy thì nó cũng được. Nếu mà giả sử như mà form được đúng đội hình cuối game thì nó cũng được. Nhưng mà không form được thì có nghĩa là nó top 8. Đấy. Máu còn ít mà anh em, lúc đấy máu còn ít lắm. Nếu mà eco đến round 21. Đấy, như cái thằng Goblin Mech này này anh em. Anh em thấy chưa? Goblin Mech mặc dù là form đủ bộ rồi nhưng mà đi rồi. Ra cả cá lông nhá, ra cả cá lông nhưng mà đi rồi, gặp tôi đi rồi. Anh em thấy không? Đấy, còn tôi bắt đầu tôi roll ở 8 thôi. Ok, hai con Thunder này. Rồi, cho hai con Thunder vào. Ok nha anh em nhá. Tuyệt vời. Rất nhiều thằng chơi Goblin Mech mà gặp cái bộ này của tôi thì cũng xuống hố thôi anh em ạ. À. Bộ này nó đẩy nó khắc nghiệt lắm. Goblin Mech gặp cái ví dụ như là cái giai đoạn mà eco Goblin Mech ấy, xong rồi để lật kèo để kiếm 5 đô ấy, chưa kịp như là 5 đô ra thì đã chết rồi, gặp tôi là chắc chắn chết. Trừ khi là những cái thằng Goblin Mech ấy nó ra được cái con 5 đô 2 sao thôi anh em nhá. Nó ra là 5 đô 2 sao thì không, ra là 5 đô 2 sao thì vẫn chết. Tôi nghĩ là như thế. Trừ khi nó ra là Lancer 2 sao. Secret Lancer 2 sao, cắt chuỗi đường beat luôn. Hay không? Hay quá. Khỏe quá anh em ơi. Rồng này. Được, lấy nhá. Rồng lấy nhá. Rồi. Ui gấu 2 rồi này. Được luôn. Ui trời ơi. Cái này phải xả tiền mạnh anh em ơi. Xả tiền mạnh thôi. Chết. Không được, không được, không được, không được. Full slot mẹ rồi. Nhanh 17 giây. Ui nhiều quá. Nhanh nữa lên. Ra 2. Ui tôi chết rồi, không kịp rồi anh em ơi. Bắn nhanh. Ui. Mất hai con Spirit. Hai con Water Spirit à? À không phải. Hai con Thunder Spirit đã bị mất rồi. Ôi, sắp lên 3 sao rồi. Không kịp xử lý anh em ạ. Chán thế nhờ. Thiếu đúng một con nữa lên 3 sao. Quả đấy không bán kịp anh em ạ. Lẽ ra là gì? Bán thật nhanh là bán cái con flame và cái con cây ở phía dưới là vẫn kịp đấy. Vẫn kịp đấy. Đây này, bán con này đi này. Đấy là vẫn có hai slot để nhét vào. Nhưng quả đấy nó hết giờ mất xử lý chậm quá. Kiểu như mà tôi cố để tôi roll cái con Thunder lên 3 sao ấy. Tiếc quá anh em ạ. Lên được 3 sao thì trận này lại ngon lành luôn ấy. Vớ vẩn lại 97 máu đến hết game anh em ạ. Dã man thật sự. Thôi được rồi. Cứ bình tĩnh. Thế là mất hai con. Mất hai con thì nó quay lại kho thôi chứ nó cũng không mất đi đâu. Là nó sẽ quay lại kho và cái kho nó sẽ nhiều cái con Thunder để tôi roll ra hơn thôi. Rồi thôi được rồi thì bị chậm, form chậm đi một chút cũng được. Không sao, bây giờ vẫn đang rất ok anh em ạ. Đang rất ok anh em nhá. Rồi, chuối vẫn đang giữ được rất tốt ở đây. Ui, không có đồ này, chán thế nhờ. Đồ khèo anh em ạ. Chuyện này đồ khèo này.
Trời ơi. Rồng lên được 3. Ok. Đồ đam thì tôi dồn cho cái con rồng 3 sao đã anh em nhá. Ok nhá anh em nhá. Đây không có đồ nhưng mà tôi vẫn sẽ ghép cái mảnh linh hồn thôi. Tôi lấy cái mảnh linh hồn. Tí nữa đánh đam tay thì phải có đam tay anh em ạ. Đợi cái búa xét hoặc là cái hút máu trừ giáp là ok. Đó. Ok thằng này chơi gì đấy? À chơi Witcher à? 4 Witcher kết hợp với cả 4 Fanda. À. Ui mạnh phết nhở. Ui chết bỏ mẹ. Ui. Ui. Bị cắt chuối bởi cái thằng Witcher. Em hiểu. Mạnh thế. Từ bình tĩnh. Làm gì căng ấy nhở. Điêu thật đấy. Điêu thật. Con gấu assassin mới có 1 sao mà nhảy một phát chết luôn con già. Sợ thật sự. Vừa nãy mà con Thunder lên 3 sao thì chắc là cũng không có chuyện mất chuỗi đâu. Nhưng mà khổ quá cái quả ấy. Full slot không xử lý kịp anh em ạ. Không xử lý kịp. Rồi bộ này chưa ở 8 thôi anh em nhá. Chưa ở 8 thôi. Roll 3 sao rồi lên 9. Không vội anh em ạ. Sức mạnh đội hình nó bây giờ nó là đạt sức mạnh đội hình rồi. Lên 9 thì vứt con gấu vào đó. À không, lên 9 thì cũng không vứt con gấu vào đâu. Con gấu chỉ cần ở 8 là vứt được rồi. Bởi vì nếu mà Thunder Spirit lên 3 sao ấy là anh em có thể vứt con gấu được vào. Nhá. Ok. Gặp beat này, gặp beat thế này. 6 beat, 4 gấu này. Có chuối cắt luôn không? Cắt luôn chứ còn gì nữa. Mạnh chưa anh em ơi. Ôi dồi ôi, đồ ra trà ghép cái mẹ đi luôn. Cay thật. Trướng cho rồng này. Trứng Dragon Glide thôi chứ còn gì nữa. Ok. Đập trứng này tôi nghĩ là cho Dragon Glide luôn. Con Dragon Glide gây đam mà. Còn đồ cho Dragon nha anh em nhá. Mỗi tội là không có đồ khéo quá anh em ạ. Thôi cứ để dành thôi. Đồ để dành thôi. Tí nữa sẽ ghép được. Không được ghép cái gậy gai đâu. Ghép cái gậy gai là sẽ không lấy được cái, không ghép được cái món đồ mảnh linh hồn anh em ạ. Thôi từ từ đã, nhịn tí đi. Mà anh em thấy giữ máu tốt không? Bây giờ hiện tại vẫn còn 94 máu luôn kìa. Đấy, Witcher ra là con 7 nhá. Mạnh đấy. Gấu assassin lên 2 sao rồi. Khá căng. Vậy là trận này có rất nhiều cái đội hình mạnh để tôi có thể test cái đội hình của tôi nhá anh em nhá. Đấy, có rất nhiều đội hình mạnh luôn đấy. Ok, ui đây rồi, mà lại hút máu rồi. Ui rồi, đợi mãi. hợp lý. Được. Đợi từ nãy giờ anh em ạ. Ok. Mạnh đấy chứ. Anh em nhìn không? Tôi đang đánh ở level 8 nhá. Và anh em hãy nhìn những cái thằng còn lại đi. Một nó đánh ở level 10 đấy anh em. Anh em thấy sức mạnh của đội hình chưa? Anh em thấy chưa? Anh em thấy cái sức mạnh của mình. Tôi vẫn đang có rất nhiều máu ở đây. Trời ơi. Nhìn thì nó leo khèo đúng không anh em? Nó chỉ có 3 rồng kết hợp với cả 3 mét thôi. 3 rồng 3 mét. Và thậm chí là còn chưa phải là 3 assassin đâu. Đấy nhưng mà anh em nhìn đi. Trời ơi nhìn kìa. Đang đoán cái thằng 6 bit này anh em này. Đánh cái level 10 ấy nhá. Đang đấm thằng 6 bit ở level 10 ấy nhá. 6 bit gấu assassin 2 sao rồi đấy. Anh em ạ. Anh em thấy không? Anh em bất ngờ chưa? Anh em bất ngờ chưa? Thế tôi mới nói rồi. Anh em, nhiều anh em là quy chụp cho cái update của nhà phát hành. Chửi nhà phát hành là cái meta mới là cái meta tù. Đấy, cái meta ít sáng tạo. Nhưng không phải anh em ạ. Đấy là do anh em thôi. Đấy, những cái ông mà bảo là chửi nhà phát hành ấy, bảo là cái meta mới không sáng tạo ấy, là những cái ông không sáng tạo. Tôi cũng nói luôn nhá, là cái đầu óc của người ta ấy, khi mà phát ngôn ra những câu đấy là không biết gì. Chả mà tự nhiên mà nhà phát hành người ta lại phải thay đổi đâu anh em ạ. Còn meta này tôi nói thật với anh em, quá nhiều line up để có thể chơi được mà nó mạnh luôn.
Anh em cứ nhìn xem, anh em cứ nhìn xem, anh em thử cái đội hình này đi, xem nó có mạnh không nhá. Đấy, anh em xem cái trận đấu chiều nay anh em cũng thấy bất ngờ chưa, đúng không? Một cái đội hình của một cái người đánh đối thủ của tôi ở trong game ấy. Đấy, cái đội hình nó tương tự cái đội hình của tôi, nhưng mà nó rất hay, nó rất mạnh. Đấy rồi, Ca Long rồi anh em ơi, tuyệt vời. Con này sẽ đánh ở level 10, nhưng mà phải lên 10 thì mới chơi được cơ. Đấy, từ từ bình tĩnh thôi. Cho thêm con Thunder nữa nào. Thunder. Ui, vẫn chưa có Thunder, lại rồng ấy. Rồi, Water Split lên 2 sao. Ok ok, từ từ đã, bình tĩnh. Bình tĩnh đã, thiếu slot bán già đi thôi, già này không cần. Ok. Rồi. Tôi đang chơi ở level 8. Nhá, xin nhắc lại, đang đánh ở level 8 luôn đấy. Quanh với cả tất cả bọn này nó đang chơi ở level 10 rồi. Anh em xem này, tôi ăn được luôn này. Hay không? Chết luôn. Ui giời. Rồi, roll tiếp nha anh em nhá. Chơi level 8 thôi. Bộ này chơi level 8 thôi. Đấy, nhưng mà nếu mất tí nữa mà lên được là có thể lên được level 11 cơ anh em ạ. Rồi, cứ bình tĩnh. Vẫn còn slot. Thunder Spirit lên được 3 sao thì sẽ cho con gấu vào. Đấy, cho con gấu vào làm tăng cơ nha anh em nhá. Sau đó chúng ta có thể dần dần lên 9. Lên 9 kẹp con gì vào? Chính là con cáo đây anh em. Con Ca Long phải lên 10 mới kẹp được vào. Thôi tôi bán Ca Long đi. Tìm sau anh em ạ, kiếm sau. Nói chung là không quan trọng lắm ấy, cái con Ca Long này nó cũng không quan trọng lắm. Lên 10 mới kẹp được cơ. Còn bộ này đánh ở 9 là perfect rồi. Không cần lên 10 đâu. Đấy, mà lên 10 kẹp vào thì chắc là cũng hết game. Thôi. Từ từ đã anh em ạ. Lên 10 có thể kẹp Dash Spirit nha anh em nhá, Dash Spirit cũng được. Dash Spirit 2 sao. Ok. À, 9 Warrior đúng không? Có Dash rồi, để sẵn Dash ở dưới rồi. Nhưng mà thậm chí là còn chưa cần kẹp Dash vào thì cũng ăn được thằng 9 Warrior này anh em này. Anh em thấy không? Ui giời ơi, mạnh chưa? Mạnh chưa? Lại xin nhắc lại, đang đánh ở level 8 nhá. Đang đánh ở level 8 nhá anh em nhá. Đập cho 9 Warrior ở level 10. Đấy. Rồi thì cái thằng Beat 6 Beat cũng đang đánh ở level 10 nhá anh em nhá. Gấu Assassin 2 sao đấy. 6 Beat cặp kẹp với cả Assassin, chơi gấu Assassin 2 sao. Có cáo cũng 2 sao. Nhưng mà đoánh trông kìa. Anh em thấy không, tôi vẫn như là đang bắt lạt đối thủ vậy. Đã nói rồi là cái bộ bí ký của tôi nghiên cứu chán chê rồi anh em ạ. Thế nên tôi mới bất ngờ. Tại làm sao mà gặp cái thằng đối thủ của tôi lấy chơi cái bộ mà nó gần nó giống như thế, là mình cũng phải khá là bất ngờ. Vì có người cũng có cái tư tưởng giống mình. Ok. Gấu Assassin. Cáo. Giấy. Ui giời ơi, level 10 ạ, level 10 ạ. Ui giời. Chồng level 10 và đấm level 8 trông chán đời thật sự. Đấy rồi, hay quá. Rồi. Thunder Speed lên 3 sao, vứt gấu vào. Lên 9 là kẹp gì anh em? Kẹp cáo, 3 assassin. Đấy, kết hợp với cả 3 rồng, 3 mét và 2 beat. Đấy. Anh em thấy chưa? Anh em thấy đội hình này nó có giòn không? Nhớ nhá, đi đâu là dùng cái đội hình này là phải nhớ tôi đấy. Đấy, đóng mác, đóng tên là đội hình bí ký của Tuấn Cơm rồi. Anh em nhìn kìa, sắp hết trận đấu rồi. Vẫn đang đánh ở level... À, lên 9 rồi. Đang đánh ở level 9. Đang định nói là đang đánh ở level 8, nhưng mà đánh ở level 9. Cáo 3! Ủa, hay cáo 3 cơ. Cáo 3 thì... thì thua. Cáo 3 có vẻ hơi căng nhá. Lên cáo 3 cơ à. Ây da. Cáo 3 anh em ơi. Thế thì lại kéo dài trận đấu rồi. Full đồ cáo 3 có BKB 2 sao anh em ạ. Càng đấy. Có BKB 2 đấy nhá. BKB cuối rồi. Ghép vào để đánh với cả mết tôi mà. Đấy, sợ là đánh với mết nên là ghép hẳn cái BKB cuối luôn. Càng đấy. Trận đấu về cuối rất hấp dẫn. Ok, thế là tôi lại còn có thể được test với cái bộ beat Mắc Binh
với một con cáo 3 sao. Ở đội hình này của tôi có thể đánh được cáo 3 sao không? Rồi ok, để xem là liệu là có thể ăn được không nhá anh em nhá. Ăn được thì chắc là cũng giòn. Ok rồi. À còn hai ông Việt Nam vui rồi à? Ừ, nhưng mà top 1 thì vui hơn bạn ạ. Xem nào. Áo giáp da bò. Ây da. Đồ này hơi khèo nhỉ. Ghép được cái RO thôi. Thế là cái con gấu của tôi nó là không lên được 3 sao. Ôi từ từ đã. Không không không. Không bán mấy cái con dưới này đi nhá anh em nhá. Vì chưa chắc đã thắng rồi đâu. Có thể chúng ta sẽ thua đấy. Nên là sẽ phải, có lẽ là sẽ phải tiết kiệm tiền. Rồi. Lấy được mỗi cái RO thì lấy thôi, chứ còn biết làm nào. Ok. Cáo 3 sao hơi căng đấy nhá. Ơ à, Nhưng mà úi dồi ôi, trong kia cáo 3 sao. Cáo 3 sao với chúng tôi. Ôi dồi ôi. Cáo 3 sao đánh vào level 10 vẫn thua level 9 á. Căng không? Trời ơi, anh em thấy sức mạnh của mình chưa? Giới thiệu cho anh em đội hình Tam Pháp Sát Long Bài Tuần Cơm anh em nhá. Đấy, anh em hãy thử đi. Tôi chỉ sợ là một khi mà anh em đã thử rồi thì anh em nghiện luôn. Rồi mai là anh em cứ chơi mãi cái bộ này thôi. Rồi ngày mai, ngày kia ở trong rank nó lại ngập tràn cái bộ này. Đấy, một cái bộ mà nó rất là hay. Không ai ngờ tới đúng không? Không ai ngờ tới. Nhưng mà sau khi xem clip này thì anh em sẽ phải thử nhá. Rồi anh em thấy hay thì lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký có thể đăng ký kênh để xem các cái clip khác của tôi. À, nếu còn thời gian thì anh em có thể xem cái trận chiều nay. Nếu anh em chưa xem nhá, clip ở phía bên trái để xem trận chiều nay. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem tử thần sát đao killer. Nó gắt, nó chém, nó giết, nó khỏe như thế nào anh em nhá. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc hoặc link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo.